anh có một chiến lược mới luôn quý vị. Anh ngồi đây anh bán vé số luôn quý vị nha. Đó, bây giờ á, anh với Hồng Thư Thoại sẽ cùng bán vé số ở đây. Đó, đó. Mày ai? Ông bán vé số, tôi làm gái. Mày làm gái? Trời ơi, mày làm gái á. Ông mới đi xong một phút đó bà. Trời ơi, chó kêu quả hú. Mày làm chó, mày lùng, mày làm gái ai mà liếu liều liêu mày má. Rồi với anh bán vé số là kể từ ngày hôm nay sẽ để bàn vé số ở đây bán cho quý vị nha. Và các thi sẽ hỗ trợ cho anh bán vé số ở đây, ông chịu không? Chịu luôn, trời ơi chịu luôn. Rồi bây giờ nó nghe nào. À, mỗi ngày em sẽ lấy anh tại địa điểm này là 1 tháng 30 triệu. Sao? Bán được á. 1 ngày không bán được nhiêu, lời được nhiêu? Mấy trăm, mấy trăm là mấy trăm? 800 mấy rồi. Mà mấy là một ngày bán 800 tờ hả? Chở khách hay lấy đồ bạn? À để được, mình vô giỏng luôn ha. Lên lầu đi, có video nó massage cho nghe. Nghe không? Cục vàng. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Dạ quý vị, ông nội đừng về người ta ông nội. Đó, đó phải, be mean. Be mean sao cái đầu? Ráp hả, ráp hay, thôi kệ khi động điện đi. Và quý vị ơi, quý vị tại bánh tráng trộn Diva thì quý vị lưu ý nha. À, 11 là em để cho anh, các bạn đây anh bán cho vé số luôn, anh chịu không? Chị hóc môn phải không anh? Rồi. Bà lên hóc môn hả? Hóc môn làm gì? Rồi, một ngày là 80 ngàn tiền xuống đây, 90 ngàn tiền về. Ở nhà hóc môn hả? Ở nhà đó. Ủa nhưng xa gì muốn đây mẹ đi. Ờ. Có. Trời ơi, kêu người ta nhờ ta kiếm được, đi đi từ từ. Trời ơi. Ngồi để các thi dẫn chồng, các thi ra ngoài quý vị ơi, nghiệp quá à. Rồi. Đâu đưa đây ông nội tôi máng, cầm máng giùm cho. Ừ anh cầm máng này cho ổng anh. Rồi ở đây máng đây phải không? Rồi đi lên, lên đeo lên má đây, đội nón cho. Rồi nó chú đỏ quá. Rồi chú đáo quá. Rồi chưa chưa xong chưa 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 anh còn nè. Gì vậy? Sách bài. Ôi thôi kệ, ông cho đội cho vậy nó mới đẹp. Ừ. Vậy đẹp, đội nó ngược nó mới đẹp đúng không? Ừ. Rồi cảm ơn. Đây từ từ không nổi. Trời ơi là trời. Từ Hóc Môn mà ngày nào cũng phải ghé qua đây quý vị. Ngày nào cũng ghé qua đây ủng hộ. Bây giờ các thi sẽ vô đây con gái của mẹ. Rồi sao dạo này con. Trời ơi là trời, đây nè. Đâu rồi, thằng kia đâu rồi? Thằng kia ở trong. Trời ơi là trời. Chào quý vị đi, chào quý vị. Và đây quý vị, đây là một cái một nhóm mà hay ủng hộ bánh tráng trộn Diva liếu liều liêu. Cưng quá. Được không? Quý vị, đây là ngày thứ hai quý vị. Ngày thứ hai bánh tráng trộn Diva tại 402 đường An Dương Vương phường 10. Chào đi, đẹp trai quá nè. Thôi con, bà nội ơi, mày lợi đúng không á bà nội? Cô chừng ở đó bên phái Nga Mi nha. Ừ đúng rồi, đứng từ xa trai, người yêu con trai người ta kìa bà nội. Lông mi của ổng dài lắm. Ủa anh con trai anh có tém lông mi không? Không, không hả? Ồ môi anh tự nhiên hả? Không ơi bậy. Con này nó đụng ai nó cũng nói môi xăm làm như ai cũng bị đê. Môi anh phun. Phun thâm mỹ đúng không anh? À trời. À ngoài chừng cái môi thâm, à lông môi ngoài chừng cái môi phun thôi thì mũi anh cũng sửa nữa nha quý vị. Nó dở gì chứ anh ở đâu vậy? Quận 6. Quận 6 hả? Xa quá. Em ở đâu vậy? Quận 6 luôn. Quận 6 luôn anh. Nó kêu nó quần 6 luôn anh. Ác với mẹ luôn. Nói là con quần 6 luôn chị. Ừ. Cái miệng mày quen mày. Em kêu chị bằng em coi. Quần 6 luôn em. Trời ơi. Trời ơi, tê tái cái mồng à. Thiệt á. Bây giờ như ở đây mình có Nhi phần 30. Ở đây mình có ai có chưa người yêu không? Có. Ai? Thoại. Mấy anh đùng đẩy nhau vậy? Mấy anh biết giới thiệu ai chưa mà mấy anh đùng đẩy nhau vậy? Bây giờ ai chứa người yêu nó coi. Bye 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 gia đình. Bây giờ nó nghe nè, ai chứa người yêu nói đi. Anh chứa người yêu hả? Hợp thư thoại vô con. Vô đây, vị trí của mày trong đây. Đúng sai luôn. Đúng sai luôn. Ủa? Nè có phong cách nè, nè đổi nón phong cách nè. Đổi nón phong cách. Cái gu của em là chippy đó. Chippy chippy. Ủa hình như anh có cái đầu giống như Hồng Thư Thoại phải không? À kính thưa quý vị, Hồng Thư Thoại anh chết mẹ đợi em cái, phải đợi một cái.
thuốc xịt một tóc cát thi chống rụng tóc, giúp tăng cường tóc mọc khỏe, dài tóc sau 3 ngày xịt tóc dài tới đích. Ủa mà sao này giống như là cái chai lăn quá vậy? Lăn nách hả? Ừ. Không. Cái nhìn giống lăn nách. Nhưng mà nhìn nó đẹp thơm phức à anh hửi được rồi thơm phức à. Không anh. Chị với 249 ngàn đó, rất là có công hiệu. Hả? Công hiệu. Bà nội mày. Dạ, nó nói vậy thôi chứ anh. Vậy nè. Tháng đầu anh xài là tóc anh giống như là giống như là tóc anh sẽ dài giống như con nhỏ mà giới thiệu xum xiu. Ủa mà tại sao gì á, sao không kêu xịt thử đi. Dạ em quảng cáo em cũng thuốc của em á. Cái thuốc của em mà mày nói. Thuốc của em là cũng có giới hạn quý vị. Thì nó cũng lựa mặt đặt tên. Hộp tư thoại với dáng tiên là gụng lâu năm và hối lâu năm rồi. Cho nên cái chân tóc nó không còn ở trong cái não nữa, ý lộn trong cái da đầu nữa. Cho nên cái thuốc này chỉ là lấy ý tưởng từ đầu gián tiên và hộp tư thoại để làm ra. Cho nên quý vị thấy cái chai nó có hình dáng giống như gián tiên nè quý vị. Đây là cái đầu gián tiên, đây là cái đầu của hộp tư thoại nha quý vị nha. Cho nên quý vị thấy hai phần 50. Cái chai này giống như cái chai lăn nách, nó là như vậy đó quý vị. Anh Nam phần 50. Thiệt, đây là cái chai lăn nách. Nhưng mà anh nghe lời em, anh xịt một ngày thôi, một ngày, ba ngày sau là cái tóc anh dài tới đít luôn. Với điều kiện anh phải đổi tóc giả nha. Nghe không, cười khóc giống nội. Nó chứ xài tốt lắm á. Mở hàng cho team hôm nay chai này đi. Hôm nay tuần đầu tiên con tư vấn cho mẹ coi. 249 ngàn thôi. Rất là tốt. Không phải đâu. Cái đầu này là thích cạo mà chứ. À thích cạo. Anh ơi, cái đầu này của anh thích cạo. Chứ anh nói à, anh nói thẳng vô mặt mày luôn, mày ngu. Anh thích cạo chứ đâu có hối như mày. Đi. Anh nói rõ ràng cái anh đầu này là đầu thích cạo. Qua bạn khác đi. Trời ơi dễ thương quá. Tuổi rồi trời. Tuổi đủ tuổi liếu liều liêu rồi. Anh em 25 tuổi. Anh của em 25 tuổi. Tôi nhét cái lon này vô cái miệng mày. Tôi nhét cái lon này vô cái miệng mày à. Như cuốn cục má mấy tuổi. Dạ. Thôi quý vị, nó nghe order nước mình có order đây. Ăn đồ mặn ở dưới. Ở dưới có đầy đủ hết trơn. Mình cứ xuống dưới mình order giùm em. Hello, hello chị. Hello 10 quận 6. Thì thứ hai bây giờ khách đã đông rồi quý vị. Đó khách đã sơm rồi quý vị nha. Cho nên á, đây quý vị một anh đi có một mình nè. Anh này chính thức mới đi có một mình nè. Chào gia đình con. Bây giờ có thêm một cái vỏ nữ của anh. Vỏ nữ của người ta má ơi, bây giờ còn bị đuôi nữa bà nội. Đập. Đang đi mệt không? Đây. Nó nghe nè, chưa có người yêu phải không? Đây, tôi làm mai con tôi cho. Con tôi đây. Cái đầu nó giống như là để ý giống như cái đầu lâu vậy á. Ngồi đi, ngồi cái bên ảnh coi, ngồi cái bên ảnh tương tác. Có người yêu chưa? Chưa. Nhiêu tuổi rồi? Em 32. 32. Trời ơi, con tôi nó 40 rồi. Nó lớn hơn tôi 5 tuổi. Nó con tôi lớn hơn mẹ nó 5 tuổi được chưa? Bây giờ nè, nó nghe hai đứa làm lễ cầu hồn nó sẽ qua kìa hô. Kìa kìa đó. Trời ơi, hai cái mỏ quá trời giống nhau rồi. Trời ơi, qua luôn anh, qua luôn. Dạ. Đó. Anh để em lấy cái ghế này cho anh nha. Đó, xích qua. Ờ ok, ngồi đỡ giùm em nha. Đây. Ghế đây. Đó. Ok, ngồi chơi đi anh. Đó quý vị, ôi ôi là trời. Hai đứa mà nghe lời em nha. Về mà cái vụ mà Bến Tre ha, mình chặt dừa mình bán là lời lắm luôn. Bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Dạ. Nhà ở đâu? Nhà quận 7 á. Quận 7. Trời ơi là trời. Con tôi hiện giờ ở nhà bè. Giờ làm sao, ý định là có muốn quen con tôi không? Để tôi biết tôi làm ai nè. Không, không có vợ rồi. Có vợ. Thôi hai mẹ con mình hồ biến đi con ơi. Hồi đó có người yêu chưa? Nó nói chưa có mà bây giờ nó có vợ rồi. Tức kìa mà tức. Tức tức vãi lờ. Cái gì vậy? Má ơi không có, tự giờ tao đâu nói tao quen má đâu má. Đi đi kiếm chồng khác cho con lẻ lên. Đây quý vị. Bay. Ăn thấy sao rồi? Thấy ngon không? Thấy chất lượng không? Nhà mình ở đâu? Em ở bên. Ở trời nhà nó mà nó còn không nhớ đâu quý vị. Nhà nó mà nó còn không nhớ đâu. Ở đâu nhà ở đâu? À, nhà Sài Gòn hay ở quê? Ở đây nè ông nội ơi. À, em ở quận 2. Quận 2 hả? Trời ơi ngon lành quá. Là, có làm nghề xăm mình không? Xăm đẹp quá vậy? Chất quá hả? Trời ơi nè trời. Nè. Anh cho em hỏi con rồng đó. Con nào con rồng đâu? Con rồng. Bậy rồi, bậy rồi. Không để con rồng nó chui tới đâu. Nó đến đâu luôn. Ý là em đang học xăm. Đang học xăm nó coi con rồng. Nó nghe nè. Nó nghe nè. Ở ngoài là mày thấy con rồng cha, mày vô sâu thấy có con rồng con. Không mà có đâu phải con rồng nữa má. Cái lưỡi của con rồng.
Thôi cảm ơn nhiều nha. Ăn này thấy nước chấm ngon không? Ngon đúng không? Thấy đồ ăn ở đây sao? Ở đây đồ ăn nào dở chỉ coi. Có đồ... hả? Rau dở hả? À, rồi kính thưa quý vị, con bé nó đang nói rau răm dở là do là ốc nó nóng quá đè lên rau găm và làm rau găm héo đi đúng không? Chưa. Sao mày biết nó dở cơ con? Con này nó cũng ngựa bà quý vị. Đó quý vị, và các thi cũng xin giới thiệu quý vị là sơ lược. Hello em. Con bắt tay cho đẹp con bắt tay. Rồi, rồi hai đứa hung cái luôn hai đứa. Hung hung, hung. Không có sao đâu con này, nó không có ghen, con biết nó mà, nó không có ghen. Đó, không có ghen, hung đi. Ừ. Anh em và đàn ông với nhau hung má thôi. Ừ, hung má rồi đó. Ôi ôi là trời, em đừng có gỡ cái nón nó ra nghe. Em gỡ cái nón đó em thấy quy sân bay tân sân nhất luôn á nghe không? Dạ. Đây là gia đình cục vàng. Chồng mẹ. Ủa? Chồng mẹ con, chào ba coi con. Ba gì mà nhỏ hơn. Trời ơi má ơi. Ba gì mà cái tuổi con đẻ được ba. Thôi khủng quá. Thời buổi bây giờ mà mày lên phân biệt tuổi tác. Mày sinh năm mấy rồi? 99. 99 à. Mày nhỏ tao có 4 tuổi rồi. Khủng quá mày ơi. Mẹ năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi? Trời ơi là trời, con dâu nhỏ mẹ có 7 tuổi à. Có sao đâu. Con dâu nhỏ mẹ có 7 tuổi mà mày lo ngại gì? Bây giờ mẹ có chồng rồi, bây giờ mẹ kiếm chồng cho con. Thôi bây giờ mẹ nghe, mẹ không kiếm chồng cho con. Bây giờ mẹ kiếm người yêu cho con. Rồi xuống. Được không? Mẹ chồng của mẹ là sao làm vợ con được? Không có làm vợ má, người yêu má. Người yêu là nghĩa là làm sao? Là người thân yêu. À, thấy không? Người thương yêu. Vậy thôi bây giờ nó nghe nè. Trong ba thằng này con chọn thằng nào cũng được, thằng nào cũng liu ngon lành. Thôi mà nội ơi, tự nhiên tao đang nói ba thằng này. Con của chị em yên tâm. Mặt em đang mụn phải không? Về nó hung là một lát nó lành. Em biết giống như là hồi xưa mà mẹ cái chân của chị bị ghẻ á, cái mẹ hay cho mấy con chó con nó liếm á, tự nhiên cái chân chị nó hết ghẻ. Nhưng mà cái câu đó là bà đã chửi ai, bà chửi nó cũng bà chửi tôi vậy? Không, nó có chửi ai đâu mà. Tự nhiên khách tao, không lẽ tao chửi khách tao, tao chửi mày á. Chưa rồi, cười giòn quá kìa. Dễ thương quá. Hello quý vị, đó khách đang vô quý vị, đó quý vị liêu máy sơ coi. Ngày hôm nay thứ hai mà đông ghê chưa quý vị, đó. Thứ hai, mà thường thường bánh tráng trộn đi va vào 7 giờ là khách vô, hội tụ lại, rất là vui. Và hợp thức. Tao đẩy mày hồi nào? Không có đẩy mày. Không mới đẩy tôi. Con này khùng điên mà làm như cái... làm cái... chết. Trời ơi chết rồi. Ở đây có cái cục đá, hiểu làm. Có cục đá nữa. Nè, chút một lát tao đẩy tao dở nó không ra được không? Dạ, mong muốn quý vị nhớ nhấn like và chia sẻ, ủng hộ dùm cho bánh tráng trộn đi 3 tại 4 2 đường Hai Dương Vương, phường 10, quận 6. Hello gia đình mình. Ly sơ gia đình này coi. Gia đình này ở đâu tới này? Ở Cần Thơ. Dạ, hello anh. Trời ơi, chụp hình này. Chụp hình có cái gì đâu mà khó khăn. Muốn chụp hình vô toilet chụp với em. Hả? Mình chụp hình xong xuôi mình phải chụp kiếm luôn. Vậy hôm nay chị lên rồi thứ tư, chị lên lần nữa đi mà chơi đó. Bà ở đây tới thứ tư. Không, thứ tư chị dòng lợi, còn ổng thì ở đây tới thứ tư đi. Mà tới ngày thứ tư chị về, chị lợi chưa thấy ổng. Ổng rút người vậy nè. À, hên xui. Nhiều khi ông rút lại mẹ luôn á con. Lúc đó mẹ còn hai cái phao thôi. Cảm ơn gia đình mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Quý vị nha. À. Hả? Đây. Đây. Hello. Ủa, order được ăn chưa? Order ở đây nè. Order ở đây nè. Lấy. À, lấy hả? Trời ơi, cứng quá con. Bưng cho chồng con coi. Khánh ơi, Khánh xích qua. Cần gần cái ghế xuống luôn. Đó, gần nguyên ghế xuống luôn. Ừ, gần xuống luôn để này từ từ giải quyết. Trời ơi. Đây, ốc mâm này quý vị ngon lắm. Ốc mâm này là 149.000. Mà nó có nhiều loại ốc nha quý vị nha. Đó, thêm một cái ốc bu nữa. Đây là một phần của nó cho chị mượn nha. Đây, một phần của nó quý vị là 149.000 quý vị. Đó, chị trả lời cho em, cảm ơn em. Tao quảng cáo sơ sơ thôi. Quảng cáo cho mọi người ta đến đây ta ăn mà tha hồ ta có ốc mâm tao lựa chọn. Và đặc biệt bánh tráng trộn Diva sẽ có tất cả các món đặc biệt phục vụ cho gia đình mình. Mong muốn quý vị hãy đến đây. Và đặc biệt quý vị ơi, ở đây ngày hôm nay có thêm mà sủi cảo chiên nữa. Một phần 45.000, 6 miếng rất là ngon. Trong đó có tôm và thịt. Tôm là tôm tươi nha.
chứ không phải tôm mà tôm tôm mà giống như là có tôm đi mẫu giáo cho quý vị, tôm là tôm tươi đó quý vị. Kính thưa quý vị đang quay YouTube nè, chào YouTube coi. Hello, quay YouTube đây nói chuyện đàng hoàng, bé nó lên YouTube, lên mình lên hình nữa mình nói chuyện đàng hoàng hả. Thôi vậy chị ngủ nha, chị ngủ xong xuôi khi nào mấy đứa trang điểm xong xuôi mấy đứa hú chị nghe không. Rồi mấy bé ở đâu vậy? Quận ba đẹp đẹp không quý vị? Trời ơi đào đẹp không quý vị thấy không? Nó nghe nè mấy đứa. Bà nội à, bà nội bây giờ nghe lời chị. Chị bây giờ chị chuẩn bị mở mấy đứa làm nhân viên chị không? Hả? Trời ơi cái đó là hên xui. Thôi thì mày chưa vô làm mày nói tháng nhiều. Tại vì chị định mở thêm một cái quán mà cái động bia ôm trên đây nha. Rồi mấy đứa lên đầu của chị là đầu tiên là mấy đứa đó, thật sự mấy đứa chưa đẹp bằng đầu của chị đâu. Đầu chị xinh lét dán tiền hộp điện thoại. Trời ơi con biết long lưng quy phụng không? Cái mặt xinh lét này nè mặt. Dạ cảm ơn anh. Mặt xinh lét nè, giống như tòa nhà Bitexco vậy đó. Cậu đòi cưng lấy hộp điện thoại kìa kìa. Đó vợ của thầy ông nội. Trời ơi người ta gọi là hợp thư ba cộng. Diễm My hả? Diễm My là con nè mẹ. Mẹ làm nhất nguyên đây bà nội. Nói vậy chứ mấy đứa nhớ thứ tư tới nha. Bốc thăm trúng thưởng thứ tư hàng tuần. Hả? Thì mày bỏ 500 đi tao cho mày trúng liền. Bỏ 500 đi tao mua con gấu cho trúng liền ngày hôm nay. Hả? Thì giải à. Và kính thưa quý vị, giải thưởng là nó có như thế này. Giải nhất, giải nhất ở lộn giải giải một là quý vị là sẽ được về hả? Trời ơi là trời, ôi là trời, mặt mày đáng tụi con tụi cháu đó đó, cái mặt nó năm nay 35 rồi đó. Và kính thưa quý vị, đây là làm quảng cáo cái vụ mà bốc thăm trúng thưởng mỗi tuần nè. Cái gì vậy? Mượn. Dạ. Và kính thưa quý vị, giải thưởng giải một quý vị sẽ được là một suất chơi BD miễn phí. Còn giải 2 là quý vị được hiếp một bà BD trong đây. Giải thứ 3 bắt buộc phải chơi BD. Giải nào cũng về La Mã. Còn bánh bèo. Hả bà, bánh bèo có sản phẩm mới bà nội ơi. Có nghĩa là tùy khách, ví dụ khách là bèo lên thì giải nó không má ơi, không bánh bèo là giải nó biến đổi liền. Bánh mì thì ra ngoài Quỳnh Hoa. Cái miệng mày quá trời, cái mày không lợi mày à. Quý vị đến đây mà nếu mà lỡ anh ba chúng thì sẽ được những cái suất chơi BD mãn đời. Giống như anh, anh cứ chơi BD liếu liều liêu anh tới sáng. Sau 3 ngày, bây giờ anh 60kg phải không, 70kg phải không? Sau 3 ngày trả lại còn 42kg. Rồi kính thưa quý vị, khi mà quý vị đến đây á, quý vị sẽ được những phần giải thưởng. Nếu mà bánh bèo thì bánh bèo sẽ được một cái công việc làm ổn định tại bánh tráng trùng Diva quý vị. Là các thầy sẽ mở cái động bia ôm ở trên đó. Và bánh bèo giống như mấy cô gái này đẹp đâu có thể nào làm đào em được. Đào em đâu có thể nào đẹp vậy, đào em phải tìm cái độc lạ. Mấy bà này sẽ được một cái giống như là một cái VIP hơn, sang trọng hơn, là rửa chén và rửa ly. Cho nên trời ơi tôi nghe tôi ná thở luôn. Đẹp đẹp không quý vị thấy không? Con gái bây giờ nó biết chân diện nó đẹp đẹp không quý vị thấy rõ ràng không? Trắng, chẻo, tóc dài, đẹp. Quý vị đây nè, bà này cũng đẹp nè. Bà này cũng đẹp. Con dạ. Không đẹp nha quý vị nha. Cái này là không có đẹp nha quý vị. Mặt như chú U, chú Ngục vậy đó. Đâu? Vậy cứ tôi quý vị lên đây. Hai mẹ con tôi đã tìm được một con